Và nói tới đây đó, thì các bạn thấy được là chúng ta à, có thể là thích hay là không thích Shiba Inu, đó là cái quyền của mỗi người Nhưng mà đó, chúng ta nhìn vào, đây là cái trang web là sao. money Thì đây là trang web đó mà cho các bạn thì được là có bao nhiêu Ethereum được đốt đi Có thể là nhiều bạn đó đã quên hay là à, nhiều bạn mới tham gia vào cho nên không có rành Cái số lượng Ethereum đó bị đốt đi hàng ngày đó chính là đến từ giao dịch từ những cái token trên mạng lưới của Ethereum mỗi lần mà các bạn di chuyển token trên mạng lưới của Ethereum đó thì các bạn phải trả các phí và một phần phí đó sẽ bị đốt đi. có nghĩa là càng có nhiều giao dịch ở trên mạng lưới Ethereum thì càng bị đốt nhiều đi. và các bạn thấy được là đã từ lâu những cái token hay là những cái ứng dụng đó mà dẫn đến nhiều Ether bị đốt nhất đó chúng ta có Uniswap cái sàn tập trung nổi tiếng như bạn có đã biết rồi. À, chúng ta có di chuyển Ethereum, chúng ta có đồng tether nhưng mà trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy được là Shiba Inu cái token Inu đó đã đứng hạng thứ tư trong danh sách này và các bạn thấy được là tổng cái số Ethereum đó mà bị đốt đi là lên tới 795 Ethereum và chúng ta có thể thấy được đó là các bạn thích hay là không thích Ethereum đó là cái suy nghĩ của mỗi bạn nhưng mà nếu các bạn yêu thích Ethereum thì các bạn thực sự là muốn thấy những cái token là phổ biến như là Shiba Inu đó càng được nhiều người quan tâm đến, càng được nhiều người trade, càng được nhiều người lưu trữ di chuyển. Tại vì càng di chuyển càng nhiều thì càng nhiều Ethereum bị đốt đi, tại vì mỗi nơi di chuyển là cần phải trả cái phí bằng Ethereum. Cho nên điều này sẽ làm cho Ethereum ngày lại càng khan hiếm hơn. Và các bạn thấy được là trong vòng 84 ngày thôi, từ khi mà có cái cập nhật ERP1559 đốt Ethereum đó cho tới bây giờ, trong vòng chưa đến 3 tháng nữa đã đốt đi 660 7.415 đồng Ethereum Có nghĩa là mỗi một phút đó trung bình là 5,48 Ether bị đốt đi mỗi một, một phút Con số rất là kinh khủng Và chúng ta thấy là phần trăm lạm phát của Ethereum bây giờ chỉ còn có 2,1% trong một năm mà thôi, tại vì Ethereum là đồng mà không có giới hạn Nhưng mà cái phần trăm lạm phát đó sinh ra mỗi một ngày để bị giảm đi Tại vì chúng ta có nhiều Ether bị đốt đi Đây cũng là một cách để mà quản lý nguồn cung và cầu Và đương nhiên trong thời gian tới nếu như mà càng có nhiều người sử dụng những cái ứng dụng, sử dụng những cái token trên mạng lưới của Ethereum thì sẽ càng có nhiều Ether bị đốt đi và điều này đó chỉ có thể xảy ra được khi mà chúng ta nói đến những cái đồng mà meme coin đó thì giữa đồng CB Inu và Dogecoin thì đương nhiên chỉ có thể xảy ra với đồng CB mà thôi tại vì đồng CB là trên mạng lưới của Ethereum À, còn đồng Dogecoin là nằm trên mạng lưới riêng của Dogecoin là mạng lưới mà sao chép lại của đồng Litecoin mà sao chép lại từ đồng Bitcoin chúng ta bây giờ nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là chúng ta nói tới công ty Mastercard thì Mastercard À, gần đây đó cũng đã có những cái thông báo là tiếp tục để mà ủng hộ thị trường crypto này và hôm nay đó thì CEO của Mastercard nói là chúng tôi không thể có một cuộc gọi báo cáo thu nhập mà không nói về crypto được và nói tiếp theo đó là chúng tôi nhận thấy là cái sự quan tâm đáng kể về mọi người đầu tư mua bán crypto. Vì vậy, với tư cách là một loại tài sản sẽ rất có nhiều thứ phát triển. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi có vai trò để tạo điều kiện để cho mọi người tiêu dùng tiếp cận được với Bitcoin thì hôm nay đó công ty Mastercard nói là họ cũng đang sẵn sàng chuẩn bị để mà chào đón tiền điện tử quốc gia hay là còn gọi là CBDC nếu như mà Hoa Kỳ hay một quốc gia nào có tiền điện tử đó thì cái mà Mastercard muốn là có thể hỗ trợ để mà có tiền điện tử quốc gia chạy trong lưới của Mastercard cũng như là họ tiếp tục đóng cái vai trò là một trong những cái công ty mà nhiều người sử dụng thẻ tín dụng của họ, sử dụng thẻ ngân hàng của họ, thì họ muốn là một trong những cái công ty đóng vai trò tạo điều kiện người tiêu dùng tiếp cận được với crypto. và gần đây công ty Mastercard nói là họ sẽ hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà muốn chấp nhận thanh toán crypto để có thể thanh toán một cách đơn giản bằng cách là thông qua hệ thống có sẵn của Mastercard. có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể làm được nếu như là họ muốn và họ nằm trên mặt lưới của Mastercard. điều kế tiếp đó các bạn thấy được là một trong những điều mà sẽ tiếp cận được với nhiều người nữa Tại vì chúng ta thấy là những người trong thị trường này thì các bạn cũng đã biết là quá quen thuộc với là crypto rồi Nhưng mà cái mà chúng ta muốn là nhiều người hơn nữa, nhiều người mà có khả năng là sẽ yêu thích crypto tiếp cận được với crypto hơn đó chính là chúng ta cần phải có những cái quảng cáo lớn và chúng ta thấy được là sàn FTX á. cái sàn mà gần đây đã bỏ ra thường nhớ là 135 triệu để có thể là đổi tên cái uh, sân bóng rổ mà Miami Heat trở thành cái tên là FTX Arena thì sang FTX của Sam Bankman Fried đó hôm nay đã nói là họ đã bỏ ra tuy là không có nói rõ là bao nhiêu nhưng mà họ nói là họ đã bỏ ra một cái số tiền lớn để có thể có được một quảng cáo ở trên Super Bowl của năm nay Super Bowl là cái giải thi đấu của bóng bầu dục và đây là một trong những cái sự kiện thể thao mà được rất nhiều người xem và năm ngoái đó cái sự kiện Super Bowl đã có 96 triệu người xem tuy là FTX không có nói rõ là cái quảng cáo này của họ tốn bao nhiêu tiền nhưng mà Thường đó thì quảng cáo ở trên cái mùa Super Bowl này đó thì có thể là lên tới 6,5 triệu đô la cho một cái quảng cáo. Nhưng mà đây là con số mà sàn FTX chấp nhận để mà chi ra để họ có thể tiếp cận được với lại thị trường crypto ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa các bạn thấy được là rất là nhiều dẫn chứng cho thấy là thị trường NFT đó sẽ không có biến mất. Và thường sẽ cho các bạn hai dẫn chứng ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy được là Photoshop đó, công ty... Adobe Photoshop đó đã nói là họ đang chuẩn bị ra mắt một cái công dụng ở trên mạng lưới của Photoshop nó sẽ cho những cái người mà tạo ra những cái hình ảnh sử dụng Photoshop có thể là tạo những hình ảnh này và họ có thể là tạo ra và lưu lại theo cái dạng là NFT điều này để làm gì? Tại bây giờ đó người ta nói là có quá nhiều NFT giả trên thị trường có nghĩa là NFT này đó là được tạo ra bởi một người khác cái hình ảnh chính gốc á là một người khác tạo ra một họa sĩ khác tạo ra nhưng mà có nhiều người lại ăn cắp cái hình đó rồi lại tự tạo cái token NFT cho hình đó rồi để bán để mà lấy tiền thì đây là một cách mà gọi là ăn cắp bản quyền cho nên Photoshop muốn làm là cho những họa sĩ những người mà tạo những tranh ảnh nó có thể là tạo NFT trực tiếp thông qua mạng lưới của Adobe Photoshop để chứng minh mình người tạo ra cái hình này làm như vậy để thể chứng minh được là những ai mà ăn cắp hình này mà tạo NFT sẽ bị phát hiện đây không phải là sau chính không phải là người mà tạo được cái hình này đầu tiên thì các bạn thấy được đây đương nhiên là một cái dẫn chứng cho thấy là NFT tuy là bây giờ chúng ta có rất nhiều cái NFT mà thường nghĩ ra sao này có thể là không có giá trị có nghĩa là nó sẽ trở với con số không mà không còn nhiều người quan tâm đến nữa nhưng mà cũng sẽ có nhiều cái NFT sẽ ở lại và sẽ rất đáng giá sau này và các bạn thì đây là một dẫn chứng là thị trường NFT sẽ tiếp tục ở lại và tiếp tục phát triển thì ngày hôm nay đó là có một cái sự kiện ở Facebook đó chính là công ty Facebook đó họ đã nói là họ sẽ bỏ ra tổng cộng là khoảng 10 tỷ đô la để mà tạo ra Metaverse Metaverse đó, có thể hiểu đơn giản đó là thực tế ảo thì nhiều người nghĩ đơn giản là Metaverse là một cái thế giới ảo thì cũng không đúng lắm tại vì các bạn thấy được là Metaverse là một cái thế giới gọi là thực tế ảo có nghĩa là người dùng đó vừa có thể là sống ngoài đời thật nhưng mà vừa có thể là sống ở trong cái khung gian ảo này. Nó sẽ có những cái giống như là các bạn à, mang cái mắt kính và các bạn có thể là đi ngoài đường hay là các bạn có thể trong phòng của các bạn, các bạn có thể vẫn nhìn thấy được à, thực tế. Nhưng mà các bạn lại có một cái layer là ảo, các bạn có thể là nói chuyện với bạn bè chơi game với bạn bè và đương nhiên có thể tích hợp nft và đây là một trong những cái mà thường nghĩ là sẽ là tương lai sau này tại vì các bạn thì được là các bạn cứ nghĩ đi có thể kiếm được rất nhiều tiền tại vì đối với công ty facebook đó, là họ là một công ty mà bán quảng cáo các bạn bây giờ nếu như mà các bạn thấy được là các bạn sẽ không thấy được nhưng mà ở bên tay phải của thượng đó là một cái tường cái tường này đó là chỉ là màu trắng mà thôi nhưng mà khi mà giống như là một ví dụ đi là thuận mang cái máy kính của facebook thì facebook có thể là bán quảng cáo trên cái tường đó và có thể là một phần thu nhập đó có thể chia với lại à, cái người mình thấy hay là cái gì đó sau này thì họ mới thông báo chi tiết hơn nhưng mà cái tường màu trắng nhưng mà các bạn khi mà đeo cái mắt kính vào có thể nhìn thấy quảng cáo trên cái tường đó đây cũng là một trong những cách mà công ty Facebook kiếm thêm được lợi nhuận cũng như là họ có thể à, có cho người ta kinh doanh NFT những cái quần áo ở trong cái thế giới ảo này vân vân những cái avatar cũng có thể là kết hợp theo kiểu NFT cho nên chúng ta thấy được là đây là dẫn chứng thứ nhì cho thấy là NFT sẽ tiếp tục ở lại và Công ty Facebook quan tâm đến sự kiện này đến nỗi mà chúng ta thì là công ty Facebook ngày hôm nay đó Họ đã đổi tên của công ty mình trở thành công ty Meta Dự báo thông tin này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ứng dụng Facebook cho thay đổi tên Thì còn chưa nghe nói tới, không chỉ biết là Công ty Facebook đó, họ đã đổi tên chính thức công ty thành Meta và Meta là cái tên mới nhưng mà thường nghĩa là ứng dụng Facebook vẫn có thể gọi là Facebook mà thôi Đây là tài liệu liên quan tới Facebook mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Và theo thông tin đó, thì khoảng chừng là đầu năm sau thì công ty Facebook sẽ có một cái ticker chứng khoán mới một cái mã chứng khoán mới ở trên sàn chứng khoán tại vì họ đã quyết tâm là trở thành một những đơn vị mà cung cấp thế giới thực tế ảo cho tương lai điều này tốt hay là xấu thì như mọi người sẽ có mỗi một cái nhận định và nhiều người cho là công ty Facebook có quá nhiều cái phốt xấu nhất là gần đây đó là nói là công ty Facebook vì lợi nhuận cho nên đã ra những cái quyết định mà không có tốt đối với người dân nhưng mà đó là cái lời cáo buộc phiến diện mà thôi về cái việc là công ty Facebook thay đổi tên thì Mark Zuckerberg nói là lý do Tại vì cái xu hướng công ty sau này là Metaverse cho nên họ muốn đổi tên thành công ty Meta Một số những cái thông tin khác các bạn thấy được là chúng ta thấy hôm nay đó Thì Ấn Độ đã ra cái thông báo là Ấn Độ sẽ không cấm crypto nhưng mà sẽ ra cái luật để mà quản lý mà thôi Cái sự quan hệ giữa crypto và Ấn Độ đó chúng ta cũng đã biết là rất là phức tạp trong những nhiều năm qua có lúc nói là cấm, có lúc nói là không cấm, có lúc nói là cấm một phần, có lúc nói là không cấm cái gì hết nhưng mà hôm nay đó thì thông tin chính thức được chia sẻ là Ấn Độ sẽ xem crypto như là một cái loại tài sản và sẽ có những cái luật cũng như là có đóng thuế như là tài sản đó là thông tin đến từ Ấn Độ thứ nhì nữa đó là các bạn có nhớ là thường có chia sẻ với các bạn cái thông tin là chúng ta nói gần đây có một cái quỹ đầu tư future ETF đòn 7 đó nạp đơn để có thể có được một cái quỹ đầu tư ETF 1.25x để mà được duyệt bởi SEC ban quản lý của Hoa Kỳ nhưng mà cuối cùng thì hôm nay thông tin là khả năng thấp là ban quản lý của Hoa Kỳ sẽ cho thông qua bây giờ họ chỉ muốn có một cái Bitcoin ETF thông thường mà thôi đây là cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất cũng như là những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm thấy những cái bonus như là được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến từ sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được giảm 10% cái phí giao dịch cái tháng đầu tiên khi mà có tham gia vào sàn Bybit cũng như là sàn Nasdaq cũng đã trở lại. Tuy nhiên mà nào mà có hứng thú mà đã có chương mục trước đây các bạn có thể đăng nhập trở lại và chỉ cần KYC hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái sàn Hoa Kỳ như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như là ứng dụng BlockFi đây là cái ứng dụng lên có lãi mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc và chúng ta có bonus vẫn là 250 đô và đương nhiên khiếp tục hoàn như bạn cũng đã biết rồi. Và một lần nữa cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sang gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.